mèo sửa chữa chiếu trúc bị hỏng khi sử dụng. Chiếu trúc là vật dụng nhiều gia đình sử dụng trong mùa hè. Tuy nhiên không ít người đau đầu khi chiếu trúc mới sử dụng một vài tháng lại bị mắc một số lỗi hư hỏng, gây bất tiện. Chiếu trúc khi sử dụng một thời gian thường sẽ bị hư hỏng một số phần như đứt cước, vỡ mắt chiếu, đứt gân chiếu. Mọi người thường gặp trường hợp vỡ mắt chiếu khá nhiều. Vậy tại sao chiếu trúc hạt hay bị hỏng mắt chiếu như vậy? Chúng ta có thể điểm qua các nguyên nhân chủ yếu như sau. Trong quá trình vận chuyển chiếu trúc bị va đập nhiều dẫn đến tình trạng vỡ mắt chiếu. Cắt mắt chiếu khi được gấp không đúng quy cách làm cho hạt chiếu bị căng dẫn đến vỡ hạt, sợi cước bị đứt hoặc bị giãn. Do sử dụng chiếu không đúng cách, để trên bề mặt đệm mềm, lồi lõm, dẫm mạnh lên chiếu thường xuyên khiến dây cước bị đứt, mắt chiếu dễ vỡ. Với trường hợp chiếu bị vỡ hạt, đứt cước thì các bạn có thể lựa chọn một vài cách sau để khắc phục và sửa chữa nếu như chưa muốn thay chiếu mới. Khi mới mua chiếu trúc, thường thì nhà sản xuất đã tặng kèm thêm các mắt chiếu dự phòng để phòng trường hợp chiếu bị bể một vài mắt trong quá trình vận chuyển và để thay thế sau này. Khi nhận được các mắt chiếu, các bạn nên cất giữ cẩn thận khi cần tới và để sửa chiếu bị hư mắt ta có các cách làm như sau. Giữ nguyên cước cũ thêm cước mới. Ở vị trí mắt chiếu bị vỡ, các bạn gỡ ra rồi dùng mắt chiếu mới thay vào ngay vị trí đó rồi dùng cước đan lại như bình thường là có thể sử dụng được. Ở cách này có một nhược điểm là cước cũ bị nằm bên ngoài, nếu sử dụng chiếu trải dưới sàn nhà, ma sát nhiều có thể bị đứt cước. Ưu điểm của cách này là cách làm đơn giản, dễ làm và làm rất nhanh. Thay hoàn toàn cước mới, đan lại mắt chiếu. Bạn hãy tháo hạt chiếu bị vỡ ra trước tiên, sau đó cắt bỏ đoạn cước cũ đã bị hỏng và nối đoạn cước mới đã chuẩn bị trước vào. Chỉ việc gắn hạt chiếu mới vào và cố định hạt chiếu bằng các nút thắt là bạn đã có chiếc chiếu như mới rồi. Phương pháp này đem lại tính thẩm mỹ cao giúp duy trì độ bền cho chiếu. Tuy nhiên, để thực hiện được phải bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức. Ở cách này có ưu điểm là chiếu sau khi thay ở tình trạng như mới, dây cước không bị nằm bên ngoài và các mắt chiếu vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên chúng có nhược điểm là tốn nhiều thời gian, cần sự khéo léo của người đan và khá là khó khăn cho ai lần đầu làm. Giữ nguyên cước cũ. Thay mắt chiếu bằng cách sử dụng keo 502. Trước hết bạn cần phải tháo những hạt chiếu bị vỡ ra khỏi chiếu. Sử dụng dao chẻ đôi hạt chiếu mới ra làm hai phần. Dính hai phần của hạt chiếu vừa chẻ vào đúng vị trí hạt chiếu bị vỡ bằng keo dính gỗ hoặc keo 502. Ưu điểm là thời gian làm rất nhanh. Tuy nhiên nếu ngâm chiếu trong nước thì mắt chiếu có thể bị tách ra. Lúc này các bạn chỉ cần dùng keo 502 cố định lại là được. Một vài chú ý khi sử dụng chiếu trúc tránh hư hỏng. Không trải chiếu ở nơi có bề mặt lồi lõm, sắc nhọn. Tránh va đập chiếu. Không phơi chiếu ngoài nắng gắt quá lâu. Không để các mắt chiếu tì lên nhau. Không kéo căng chiếu quá mức. Trên đây là một vài những mẹo nhỏ để khắc phục lỗi hư hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng chiếu trúc. Bạn cũng nên chú ý giữ gìn và tránh mắc lỗi khi sử dụng chiếu trúc để tuổi thọ của chiếu được lâu dài hơn.